được 3 triệu của anh siêu nhân gửi cho Hà Chi và Mạnh Thường Quân giấu tên ở Úc để phụ giúp với Hà Chi một chuyến xe để đưa các con về, và còn lại thì mua gạo cho các con. Đây là 8 bé chó mà hôm qua mới được đưa về trại. Đây là 3 bé. 2 4 5 6 là bé thứ 7 trốn trong góc 7. Bé thứ 8 là bé đốm. Đây là 8 bé bị chi cục của thú y thành phố bắt chó thả rông thì đưa về các khoa thú y của trường đại học cho các bạn sinh viên thực tập. Nếu mà sau khi các bạn học xong không có ai nhận thì các bé sẽ được an cử. Thì các bạn đã gửi về trạm 8 bé này thì mình đã tiếp nhận bé và rất là cảm ơn tấm lòng của Mạnh Thường Quân giấu tên ở Úc và anh Xuân Nhân đã gửi cho Hà Chi 3 triệu để thuê xe chở các con về trạm, và còn số còn lại dư thì để mua gạo cho các con ăn. Thì Hà Chi và thay mặt các bé ở trạm và 8 bé chó mới về trạm nè, các con đây rất là biết ơn tấm lòng của Mạnh Thường Quân và anh siêu nhân, cũng như các quý cô chú anh chị và các bạn. Các Mạnh Thường Quân luôn yêu thương và ủng hộ cho các bé ở trạm. Xin chúc anh thật nhiều sức khỏe, mọi sự bình an và luôn gặp nhiều may mắn và luôn giúp đỡ cho các bé chó có hoàn cảnh đáng thương. Bé này nhiều heo quá nè, bé này rất là nhiều heo nè. Thì Hà Chi cũng xin rất là cảm ơn và xin kính chào Mạnh Thường Quân, Thiên Nhân và tất cả các bạn nha. Đây là 8 bé chó mới được đưa về trạm vào tối ngày hôm qua. Đây các bé, Hà Chi mới thả các bé ra, các bé sẽ được ở cái khu vực này. Ba bé ra ngoài rồi, ba bé mày chưa chịu ra ngoài. Đi ra ngoài đi con, ra ngoài đi con. Và Hà Chi và các con rất là cảm ơn tấm lòng yêu thương cũng như sự quan tâm của các cô chú anh chị, các bạn và các Mạnh Thường Quân. Con ơi, hừ hừ hả? Hai, ba, bốn, năm, sáu, và hai bé này. Hôm nay ngày 5 tháng 6, anh Đạt có giao cho chị Nhi là 300 kg gà xay và 40 kg ức gà phi lê.